nói khi yêu, lộ ảnh Ly ăn mặc nền nã ra mắt mẹ Quy. Trong đừng nói khi yêu những tập tiếp theo, Ly hứa hẹn sẽ có một màn ra mắt mẹ chồng tương lai cực gay cấn. Mới đây, nữ chính đừng nói khi yêu, Thùy Anh đã hé lộ hình ảnh hậu trường mới nhất. Trong đó, cô xuất hiện bên cạnh hai bạn diễn là nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên và diễn viên Mạnh Trường. Hình ảnh này khiến khán giả dự đoán phải chăng đây sẽ là buổi gặp gỡ ra mắt khi Quy chính thức giới thiệu Ly với mẹ mình. Trong hình ảnh hậu trường, Thùy Anh diện đồ tông đen, trắng trang nhã, dịu dàng hơn hẳn những set đồ cá tính của cô trước đây. Trong khi Mạnh Trường cũng diện một chiếc áo tông xuyệt tông với bạn diễn. Ở những tập mới nhất của Đừng Nói Khi Yêu, bà Thảo, mẹ Quy đã xuất hiện và tỏ rõ là mình không ủng hộ mối quan hệ của Ly và Quy. Dù chưa chính thức gặp Ly, nhưng bà Thảo đã cho rằng đây chỉ là một mối tình theo dạng say nắng của Quy. Khi biết rằng Ly ghen tuông với Minh Anh, bà còn nói rằng người như Ly sẽ không hợp để đi đường dài với con trai mình. Đỉnh điểm là ở cuối tập 21 phát sóng tối qua, bà Thảo còn để lại một biểu cảm khá khó chịu khi quan sát Ly làm việc với David trong bếp bánh. Với những định kiến có sẵn của bà Thảo, hẳn là hành trình Ly bước chân vào gia đình Quy vẫn còn rất nhiều gian truân. Hiện tại, nhân vật bà Thảo đang nhận phải nhiều gạch đá của dân mạng. Một số khán giả cũng phàn nàn rằng mô típ mẹ chồng phản đối nàng dâu này đã quá cũ kỹ và gây ức chế.